đẹp lắm chị sao chị bắt em đeo nó vậy cái này á là bằng đá quý phải không mai mốt á mà em kẹt quá em bán được không <laughs> nói bậy cái này sẽ giúp em tìm lại được người thân đó tìm được người thân sao trước giờ chị không đưa cho em <laughs> có nhiều chuyện em không nên biết nhiều chỉ là bây giờ chị mới thấy là thời điểm thích hợp trung em có thương chị không chị hỏi gì kỳ vậy chị là chị của em mà tốt lắm nếu thương chị em phải biết lo cho bản thân cái gì tới sẽ tới đừng thắc mắc đừng hỏi nhiều chị nói gì em không hiểu gì hết trơn á giờ không hiểu sau này em sẽ hiểu còn điều này nữa khi nào em nhận được người thân tuyệt đối không được cho bất kỳ ai biết mối quan hệ giữa em và chị sao kỳ vậy sao lúc nào chị có bắt em là phải giấu chị là chị của em hết vậy trung à hoàn cảnh mỗi người mỗi khác ai không muốn mình là thiên thần em đừng hỏi nữa chị không nói thêm đâu trung em hãy nhớ chị là trẻ mồ côi và em là người thân duy nhất của chị alo chị nghe nè chị đang ở đâu vậy chị đang trên đường cũng gần về tới nhà rồi có gì không em em đã nhận được người thân rồi ấy, chị mà người thân của em á là giám đốc công ty chị đang làm á anh chị quy là anh trai của em đó ồ vậy hả nè chị có phải là chị biết trước mọi chuyện rồi phải không nhưng mà chị muốn tự anh trai em nhận ra em chứ không phải là do chị nói đúng không ừ em cứ cho là vậy đi chị dặn em á là không được tiết lộ mối quan hệ của em với chị là Chị sợ mọi người sao mói em chứ gì Trung Em vui lắm hả Vui chứ Nhà ở đây hả Rộng và đẹp lắm luôn á chị Vậy tốt rồi Trung Vì đó là chỗ của em Thôi Em ngủ đi Làm sao em ngủ được Ủa Sao vậy Trời đất ơi Từ nhỏ tới lớn giờ Em chưa bao giờ thấy được căn nhà rộng như chị Mà giờ em còn được ở trong căn nhà đó nữa Đang vui quá sao mà ngủ <laughs> Trung Em còn nhớ Chị đã dặn em điều gì không dạ nhớ chứ chị là trẻ mồ côi còn em là người em duy nhất của chị đúng rồi thôi em ngủ đi cứ bình tĩnh ngày mai em sẽ còn nhiều niềm vui hơn nữa đó dạ chị ngủ ngon nha ba em à. à. chắc là ngày mai còn nhiều chuyện vui lắm á Con thấy là nên để cho em quầy trung Ở chức vụ phó phòng điều hành Dù gì thì em cũng đã làm kinh doanh rồi Với lại có kinh nghiệm Cho nên chức vụ đó cũng phù hợp với nó Còn Hải Nam đang kiêm luôn hai chức vụ Là trưởng phòng điều hành và trưởng phòng sale Bà không thấy là bà phân chia chức vụ như vậy Không khoa học lắm sao Khoa học Chính là ai làm tốt ở vị trí nào Sẽ được đứng ở vị trí đó con à Nhưng mà Dù sao quầy trung nó cũng là em con Nó không thể đứng dưới quyền người khác được Em coi thì sao? Nó cũng là con trai ba mà. Con đừng nghĩ nó được như con. Con là người được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Làm cho một công ty du lịch có kinh nghiệm ở nước ngoài. Cho nên ba mới bố trí con vào vị trí như bây giờ. Chứ nếu không, con cũng phải đi lên từ đầu như người khác thôi. Nhưng mà từ trước tới giờ, cuộc sống quầy trung đã khó khăn. Đã bị nhiều người chèn ép rồi không lẽ bây giờ ba cũng để cho nó tiếp tục bị người khác chèn ép sao ở đây không có chuyện ai chèn ép ai nếu nó có năng lực ba sẽ suy nghĩ lại ba thấy con cũng đừng có nên có thành kiến với hải nam ba thấy con đừng nên đem cái chuyện tình cảm vào công việc à con nữa con xem giùm cho ba cái chuyện của thằng trung á dạ con có đúng ngày tháng năm mà người ta dẫn nó về không con dạ ba yên tâm đi con đã cho người điều tra kỹ rồi Đúng ngày tháng năm đó mà ba Nhưng mà Mình phải làm thử ADN con à Con thấy chuyện này cứ để từ từ đi ba Quầy trung nó mới nhận được gia đình Mình làm vậy Sẽ lại gây áp lực tâm lý cho nó quá Cũng không tốt ừ. Con nói cũng đúng Dạ yeah. Em cũng không hiểu sao nữa Em sao vậy Sao mà ba để em chức vụ thấp hơn Hải Nam được Dù sao em cũng là con của ba mà Em bình tĩnh đi Để khi ba nhận được ra năng lực của em rồi Anh sẽ nói vô thêm Không để cho em phải bị thiệt thòi đâu Anh đã nói vậy thì em phải chấp nhận thôi Chứ biết sao giờ Nhưng mà thật tình mà nói á, em không thích Hải Nam chút nào Sao vậy Lần trước em đang nghĩ anh ta muốn gãi lưỡi luôn Mà anh ta vẫn không chấp nhận Cái mẫu in sai sót của em À anh nhớ rồi Sau hợp đồng đó Em bị công ty trừ tiền, rồi hả? Họ tìm cách đuổi việc em. Ngay cả tiền trợ cấp thất nghiệp của em họ cũng lấy mất. Bây giờ có anh hai rồi, anh không để cho ai ăn hiếp được em đâu. <laughs> Từ nhỏ, anh Chung ở với ba mẹ nuôi, uhm, hay bị người khác trêu chọc nên khi gặp lại ba ruột anh muốn ở lại bên cạnh ba là đúng thôi mà hà nè anh huy á cũng thương anh trung lắm sao không dọn về nhà mà ở chung luôn chuyện này á thì tôi biết từ nhỏ tới lớn anh huy có vẻ như không hòa thuận với ba tôi mà đã vậy á còn có vẻ như không có thích mẹ tôi lắm nữa còn lý do tại sao á thì không nghe anh nói đúng là khó hiểu thiệt á nếu như mà con người á, ai cũng dẹp bỏ được mâu thuẫn, thù ghét với nhau, thì cuộc sống có phải vui vẻ hơn không? <laughs> đâu dễ gì đạt được lý tưởng như vậy? à, khi nào mà bà làm chính thức á, nhớ để ý chị như Thảo nha. Tôi thấy chị ấy không phải là người đơn giản đâu. sao kỳ vậy? tôi thấy chị cũng dễ thương mà. tại tôi có cảm giác vậy thôi à. ba cẩn thận ở đây nè ba dạ ở đây nè chú dạ dạ con chào cô con chú chào cô chú ờ chào cậu chào mấy chú dạ chào dạ. dạ chào dạ, anh ba có phải mấy người này hôm bữa vẫn con của mình đi không ba nè tôi nói cho ông nghe nè nghe hôm bữa là tại vì không có tôi ở nhà ha vì vậy mà các ông tới đây dẫn con của tôi đi ông à đây, tôi nói cho ông biết dù ông, gì đi nữa cũng là con của tôi tôi đã nuôi nó hai mươi mấy năm nay rồi bây giờ nó khôn lớn ông các ông tới đây muốn dẫn nó đi đâu thì đi phải không ông à tại con mình tự nguyện thăm người ta chứ bộ từ từ rồi nói ừ, xin lỗi tại vì chồng tôi thương nhớ con tôi quá nó bỏ nhà đi mấy ngày nay cho nên ổng lo dạ uh, yeah. hai bác thông cảm tại bây giờ thằng trung nó cũng bận làm một số giấy tờ cho nên chưa có thời gian về thăm hai bác được Dạ. Yeah. hả uh, uh, mệt quá uh, uh, xin lỗi uh, mời anh với hai cháu vô nhà rồi mình nói chuyện ba mời anh uống nước mời hai dạ. cháu uống nước cậu cảm ơn cậu dạ. dạ tôi xin tặng anh chị một món quà cảm ơn anh anh khá sáo quá tôi đến đây trước tiên là để xin cảm ơn anh chị đã nuôi dưỡng và chăm sóc con của tôi được tử tế điều mà đúng ra người làm cha như tôi phải làm nhưng mà dù sao cũng là duyên phận. Con tôi đã có duyên lập con của anh chị hơn 20 năm, thì tôi cũng bị đau khổ dằn vặt vì mất con, ngần ấy năm. Mong anh chị hiểu. Tôi cũng không biết lấy cái gì để cảm ơn anh chị. Bởi vì cái ơn của anh chị tôi không thể nào đền đáp Trước tiên tôi cũng muốn tặng anh chị một căn nhà và trả hết cho anh chị cái số nợ nần một 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 căn nhà, dạ. Yeah. ba, một căn nhà. ông, xin lỗi anh. đúng là nhà tôi khó khăn thiệt. nhưng chúng tôi nuôi thằng Trung, không phải là để chờ ba mẹ của nó đến báo đáp, hay là trả ơn gì cả. Ừ. chúng tôi coi nó như là con ruột. vì vậy, vợ chồng tôi sẽ không nhận bất cứ đồng nào của gia đình anh cả. vì nếu nhận thì duyên phận của vợ chồng tôi đối với thằng trung sẽ không còn tình nghĩa gì nữa tôi chỉ chỉ mong bây giờ và cho cả về sau này anh cho phép thằng trung về thăm vợ chồng tôi thường xuyên đúng là nó ở đây với vợ chồng tôi cực khổ thiếu thốn nhiều rồi tôi mong là về bên đó nó sẽ có cuộc sống tốt hơn tôi tôi chỉ mong có vậy thôi Dạ em chào anh <laughs> Dạ chào anh ừ. Dạ chào anh Dạ chào anh Chào anh Trời ơi Ủa cái anh này hôm trước giao hàng bên mình mà Bây giờ là con của giám đốc rồi đó Vậy đó hả ừ. Kêu quá ta, giờ làm sếp luôn rồi ha ừ. Hôm nay tôi mời các phòng ban, các tổ Để phổ biến về một chuyện Kể từ ngày hôm nay Quầy Trung sẽ làm phó phòng điều hành Cảm ơn tổng giám đốc Cảm ơn giám đốc Cảm ơn mọi người Mặc dù là Quầy Trung không có biết về du lịch Nhưng mà dù sao cũng tốt nghiệp cao đẳng marketing Thành ra là cũng dễ tiếp thu những công việc hiện tại Do đó là mong các bạn giúp đỡ dùm. Nhất là Hải Nam đó. Dạ. Cậu cố gắng kìm kẹp dùm cho Hoài Trung giúp chú nghe. <laughs> dạ, chú yên tâm. Nếu mà con có khó gì thì hỏi anh hai. À, anh Thiệt, à, tôi mới vô công ty, không rành mọi chuyện lắm. Anh soạn cho tôi hồ sơ với lại hợp đồng của nhân viên Bây giờ phòng giúp tôi nha Tôi hả? Ừ Công ty Khải Phương xin nghe Dạ, anh Tiến có Lịch của Dạ, dạ, là... dạ, dạ, rồi dạ là... Dạ Mọi Đời người chú ý nè, tôi tôi đây là Nhã mẹ. Phương, con gái của Tổng Giám Đốc Nhã Phương sẽ làm việc ở phòng này Ồ oh, Dạ, em đó. chào đó. mấy anh mấy Mày chị lắm. Em rất là vui khi được làm việc với mấy anh mấy chị Chào em Đây là chỗ làm việc của em, mời em qua làm Dạ xin mời em rồi mọi người làm việc nha dạ anh là kha còn đây là chị tên thúy em dạ chị tên thảo dạ chị tên ngọc dạ em cứ thoải mái đi mọi người ở đây hòa đồng lắm có gì thì em cứ hỏi dạ nè em ở đây mọi người dễ thương lắm có gì cần em cứ hỏi nha dạ em cảm ơn chị công ty Khải phương xin nghe ạ à? dạ dạ Mời vào Chào anh Đây là lịch trình của tôi sắp tới Em mời anh xem qua dùm à, Nghe nói là gia đình Hải Nam đã về gặp gia đình em Mọi chuyện ổn chứ Ừ Ba tôi rất là vui Vậy còn em em có vui không? Ừ. Dĩ nhiên là tôi vui rồi. À, nghe nói là anh tìm được em trai rồi đúng không? Ừ. Chúc mừng anh nha. Cảm ơn em. Em ăn xong phòng tài chính đi. Cảm ơn anh. anh trung trời như bạn trai cái phương á em cũng không biết nữa trời nhìn tốc độ quá ha ủa anh biết chạy xe hơi hồi nào vậy trước giờ em không biết hồi trước anh học lái xe anh định lái taxi mà vừa lấy bằng lái thì uh, công ty tuyển nhân viên marketing nên anh làm in ấn mình đi em dạ thôi ừ. lên xe đi em à, bạn trai của nha phương nhìn đẹp trai quá ha trời ơi không những đẹp mà còn thành đạt nữa ừ. Ừ. Chào, chào chị em là thằng công quan đó sao nó lấy đâu ra chiếc xe đó vậy hình như cuộc sống mới của anh rất là tốt ừ cuộc sống hiện tại của anh rất là tốt ba anh và anh trai anh cực kỳ thương anh luôn cho anh rất là nhiều thứ mà có những thứ hả anh chưa bao giờ anh dám mơ tới <laughs> em cũng chưa có dịp chúc mừng anh đã nhận lại gia đình từ hồi á hả mà anh về lại gia đình á anh cũng có nhiều việc hơi bận ừ mà ba anh nha cho anh một vị trí rất là quan trọng trong công ty của ba anh <laughs> vậy tốt quá rồi <laughs> À, bạn anh gọi, em chờ anh chút nha Alo, tao nghe Sao? Thôi bây giờ bận rồi, để bữa khác đi Ờ, à, vậy hả? Anh có gì việc thì anh cứ đi đi Làm gì có chuyện nào mà Quan trọng hơn em được Bạn bè lúc này lúc khác Nhưng mà bây giờ cũng đến giờ em về rồi Không ba em la Ờ, à, để đưa em về nha Thôi được rồi Em đi taxi về cũng được mà Anh cứ lo việc của mình đi Mình còn có dịp gặp nhau mà <laughs> em đi nha dạ con dạ con sẽ tìm em cho mẹ Em nghe anh hai Em đang ở đâu mà ồn ào quá vậy Dạ em đang ở ba với lại với mấy đứa bạn Sao bây giờ khuya rồi không chịu về sớm Dạ em biết rồi Anh cứ yên tâm đi Em lớn rồi mà không sao đâu Ờ à. Đi chơi cẩn thận Tình hình an ninh bây giờ không ổn đâu Dạ em biết rồi Anh yên tâm đi nữa em về Dạ chút nữa em đi với mấy đứa bạn em về Ừ Ok Mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Sắp tới giờ đi làm sẽ không thấy đứa nào dậy hết vậy em. Dạ, tối hôm qua Hà thức khuya chuẩn bị đồ để đi tour vậy đó anh. Vậy hả? Còn thằng Trung á, đi chơi đâu tới khuya mới về. À, chị Sáu à? Dạ. Chị lên chị coi kêu tụi nó dậy đi. Hay, chào ba, chào mẹ buổi sáng ờ. Buổi sáng cô cứ lo nấu đồ ăn đi Để đó con lên con kênh chung cho ờ. <laughs> Đi lên kênh ba với chị nha <laughs> Anh ba, dậy Anh ba ơi, mở cửa Anh ba Trời ơi, giờ này anh còn ngủ hả Dậy đi, dậy ừ. ba Mẹ chờ ăn sáng dưới nhà kìa Mấy giờ rồi em Tám giờ rồi ừ tám giờ rồi hả ừ lẹ đi ba mẹ chờ ừ. ăn sáng ở dưới đi kia rồi. kìa ừ, thôi em đi ra ngoài trước đi em xuống trước đi tí ra xuống lẹ lên đó nha về dùm anh đi dạ vậy chưa con dạ rồi minh đi chơi nha bữa nào con rảnh con chở anh ba đi chơi chỗ này chỗ kia cho biết nghe con nó ở Sài Gòn chứ đâu phải ở thôn quê xa lạ gì đâu thì cho hai anh em nó đi chơi cho nó thân tình chứ có gì đâu em mấy bữa nữa anh tính dẫn Trung về quê đó em chuẩn bị cho anh ít quà cáp nghe dạ ba chừng nào đi vậy? cho con đi với lâu rồi con không có được về quê Hứng? được rồi mà cả nhà mình cùng đi mà con rồi cảm ơn chị nghe dạ con chào ba con chào chị ừ con xin lỗi con ngủ quên ăn sáng đi con dạ anh ba ăn đi con ngồi xuống ăn sáng rồi đi làm nghe không mai mốt á có đi chơi nhớ phải về sớm nghe không con dạ con đi làm nữa đó phải giữ gìn sức khỏe nghe không dạ con biết rồi ờ, thôi được rồi em mời con anh đi con mời ba mẹ mời anh ba ừ Vào đi anh à, ngồi đi sao em ở bên nhà ba ổn không ổn vui nhưng mà có điều á bài gì hơi khó à, hay để anh nói với ba bữa nào thuận tiện á em dọn qua bên nhà anh ở đi qua bên nhà anh thoải mái hơn ừ. qua nhà anh ở hả ừ vậy thì sướng quá rồi nhưng mà em sợ ba không cho quá à. ở bên đây á thì cũng là rất thoải mái nhưng mà bởi vì ba hơi khó còn ba với Việt Hà thì không vấn đề gì hết á. Dù sao ấy, thì ở với anh cũng sướng hơn. Alo. <laughs> dạ, con nghe. Dạ. Dạ, con qua liền. Ba kêu anh có chút chuyện. À, về sẵn tiện, anh xin ba cho em luôn. Ha? Dạ. Qua nhà nở đi. Hai anh em mình là con trai, thoải mái hơn nhiều chứ. Cảm ơn anh hai. Hừ? Em về phòng luôn nha. Ờ. À. <laughs> chào mọi người dạ, dạ, dạ chào anh dung chuẩn bị đi làm việc hả dạ dạ làm dạ. việc tốt nha nè minh dạ cô qua đây tôi nói chuyện dạ cô in cho tôi tất cả khách hàng hàng năm của công ty mình nha dạ chiều nay đưa tôi nghe chưa dạ ừ thôi làm việc đi dạ à khoa hey, dạ Dạ Ra đây dạ anh in cho tôi tất cả công ty đối thủ của việc hạ tua mình và cô cô in cho tôi những khách sạn nào đã hợp tác với công ty của mình nghe chưa chiều nay phải có cho tôi đó đi làm đi à nè anh nam ừ? À, anh uh... có chuyện gì không uh... tôi đang chuẩn bị hồ sơ cho một số khách hàng viết có gì thì cứ nói đi ờ uh, không anh cứ làm việc của mình đi giờ tôi cái gì làm việc đi có chuyện gì vậy qua điện thoại sao không nghe dạ alo dịch khả tôi xin nghe à nè minh cô đeo bất tiếng vô mới làm việc được chứ dạ dạ con ra ngoài ở thì ba không có ý kiến nhưng mà thằng trung nó là thằng không biết gì nó phải được ở gần ba con muốn em ở gần con để con có điều kiện chăm sóc cho nó thôi Bà cũng thấy rồi đó Từ trước tới giờ con có điều kiện ở gần em đâu Con muốn chăm sóc dạy dỗ em Thì con cứ dọn về nhà ở đi Bao nhiêu năm nay con cứ dằn vặt ba như vậy chưa đủ sao Từ nay về sau ba không muốn nói chuyện này nữa Vô đi Ủa hai năm hả ngồi dạ. đi con Chào chú Chào anh ừ. Dạ thưa chú Đây là danh sách 15 khách hàng đăng ký tour Hồng Kông bằng du thuyền Dạ, tình hình thì ngày 15 du thuyền sẽ đến thành phố à, Ngày 18 chúng ta sẽ cùng họ khởi hành Đây là danh sách của những khách hàng quen Lại là những khách hàng cao cấp Cho nên làm việc là phải hết sức cẩn thận Không được để cho bất cứ một cái sai sót gì xảy ra Dạ à, Cô xin lỗi ừ. Alo Ờ, ừ. Được rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi Dạ thưa chú Có một khách hàng đã đăng ký rồi Nhưng mà điện thoại quỷ tu Với tình hình là chúng ta đã ký hợp đồng với du thuyền rồi Và hiện tại bây giờ thì bên đó họ không chịu quỷ Chà Nếu vậy Không cần phải quỷ tu đâu Đi du lịch Hồng Kông bằng du thuyền hả anh? Ừ nghe ba nói cuối tuần này gia đình mình về quê mà em yên tâm anh sẽ sắp xếp cho em vẫn có thể về quê được mà vẫn kịp thời gian đi đi đảo quá vậy ừ. anh biết không chuyện này nó giống như là một giấc mơ vậy đó à không nó còn hơn cả giấc mơ của em nữa đó à còn chuyện chuyển về nhà anh á, thì cứ để từ từ tính đi tạm thời em cứ ở bên nhà ba thời gian còn dài mà dạ vậy cũng được anh ừ. rồi hẹn em uh, sau giờ làm anh sẽ dẫn em đi shopping anh sẽ mua cho em vài thứ cần thiết trước khi đi dạ ờ à, mà có chuyện này em hơi lo lo chuyện gì hồi đó em học tiếng anh dở lắm thành ra em hơi sợ sợ <laughs> em đừng có lo cô quốc bình đi chung với em mà với lại anh sẽ nói với quốc bình chỉ bảo cho em vài thứ cần thiết trên du thuyền nhớ cố gắng học hỏi nha dạ yeah. anh hy vọng là sau chuyến đi này em sẽ hiểu rõ hơn về ngành du lịch của mình cố lên dạ yeah. em tiếc là em không dẫn chị đi chung được nhưng mà chị yên tâm đi Nhất định một ngày nào đó em sẽ dẫn chị và ba mẹ nuôi của em đi vòng quanh thế giới luôn Trời, nó nói là tiếc Mà nghe cái giọng không có thấy buồn gì hết trơn á Bớt nổ đi em trai Vòng quanh thế giới hả? Chị muốn té ghế luôn nè À, chị nè Thường là con gái Thường hay thích quà gì vậy? Em tính mua quà cho chị hả? Đâu, để chị nghĩ coi ờ um... à, em tính mua quà cho chị với lại mua cho nhã phương <laughs> nè như vậy á là em trọng tình khinh chị rồi đó nha ừ đâu có à, em đã nói là mua quà cho chị với mua cho nhã phương nữa mà em định mua nhiều quà lắm Vậy em tính là sẽ mua nhẫn để còn hôn nhã phương nữa chị thấy có được không gấp vậy sao bộ em thích con nhỏ đó lắm hả con nhỏ con nhỏ hoài người ta tên là nhã phương nhưng mà vấn đề chị quan tâm á là nhã phương nó có thích em không có chứ nếu không có thì làm sao cô đi chơi chung với em được trung à theo như chị biết á người nhã phương thích không phải là em mà là việt quy đó không có đâu chị ơi chị tưởng tượng nhiều quá rồi đó em chưa bao giờ nghe việc hạ kể về anh trai em và nhã phương hết trơn á với lại tính của anh việt quy á là đào hoa lắm Nhã Phương không thích kiểu ngồi như vậy đâu Vậy là em không hiểu gì về phụ nữ rồi Alo em nghe Alo Em đang làm gì vậy Anh muốn gặp em một chút được không ừ, Dạ Bây giờ trời đang mưa Hay là có chuyện gì anh nói qua điện thoại được không à, Anh đang đứng trước nhà em nè Dạ dạ

anh tặng em nè ừ. anh tặng em hoa hồng hả hoa hồng á là chỉ để dành tặng cho bạn gái thôi ờ anh không có bạn gái với lại anh chưa từng có bạn gái trước giờ người ta tặng hoa hồng cho bạn gái không à vậy mà anh không biết anh thiệt tình luôn á thôi nếu không có chuyện gì nữa em vô nhà nha ngã phương nè dạ anh sắp phải đi xa rồi anh đi đâu anh đi du lịch hồng kông bạn chung thuyền qua wow, sướng quá vậy anh đi về nhớ mua quà cho em nha tất nhiên rồi ờ à, bây giờ hoa anh cũng đã mua rồi em nhận cho anh vui đi không lẽ ba anh mang về hoa wow, hồng đẹp quá chỉ lần này em nhận thôi nhưng mà lần sau á anh đừng tặng em nữa nha anh à, về thôi anh về nhà đi trời mưa lớn lắm á thôi bây giờ em vô nhà nha tạm biệt em <laughs> Take my hand. Take my whole life to cứ mưa gió hoài buôn bán ế ẩm quá không à rồi sao à, không biết giờ này thằng trung nó làm cái gì ông ha à, phải chi có nó ở nhà thì giờ này nó đắm lưng cho tôi rồi Bà lúc nào cũng nhớ nó nhắc nhở nó nhắc nhở cái thằng vô tích sự đó làm gì ông nó đem về cho tôi được đồng nào đâu ông nói cái gì mà nghe kỳ cục quá à? nói vậy không phải sao gia đình bên đó đó giàu lắm tiền thiếu gì vậy mà nó không đem về cho tôi được đồng nào hết trong khi tôi rất cần, cần tiền nhiều lắm. Ít nhất tôi phải đòi lại cái công của tôi. Tôi nuôi dưỡng nó suốt hai mươi mấy năm nay. Ông kỳ cục quá. Vợ chồng mình không có con. Lâu nay mình coi thằng Trung như là con ruột của mình. Bây giờ nó có gia đình đàng hoàng. Thì mình phải mừng cho nó chứ. Mừng cho nó hả? Bây giờ ba nó nhìn nó nè. Nó có anh nó nè. Có em nè. Gia đình nhìn nó rồi mắc mới gì phải mừng cho nó à, nói gì thì nói tôi cũng nhớ con đất ruột ông mà bà sao hở ra cái nhớ con nhớ con đúng là đàn bà Em hey. Anh đến đưa em đi làm nè Sao anh tới mà không gọi em biết trước Lỡ em đi như như Thảo rồi sao Thảo đi trước em rồi Tại vì theo lịch đó thì hôm nay sáng như Thảo Phải đi ký hợp đồng với khách nữa <laughs> Mình đi Ừ Không quay đi đâu vậy? Bé Hà nó kiếm em à, Em qua nhà Nhã Phương Định uh, tạm biệt cổ <laughs> Thích Nhã Phương rồi phải không? Sao anh biết hay vậy? Mấy người đang yêu Chứ cần nhìn như mắt là biết liền Anh nè Anh thấy Nhã Phương uh, sao anh? Um, Nhã Phương là một cô gái tốt Em biết mà Nhã Phương là một cô gái tốt nhất mà em từng gặp đó Anh Em định uh, sau chuyến du lịch này về á Em sẽ cầu hôn Nhã Phương Anh thấy có được không <laughs> Tại sao anh cười Em thương Nhã Phương thiệt lòng đó Anh thấy uh, em nói hay chữ cầu hôn Vậy giống như Kẹo vậy <laughs> Chứ uh, phải nói sao mới đúng Không sao hết Cứ giữ gì đi Anh thích vậy Như vậy mới thấy cuộc đời tôi đẹp hơn chứ Hả? Ừ. Thôi Xuống đi ông ơi Đừng có mơ giữa ban ngày nữa <laughs> Cuộc đời lên voi xuống chó mấy hồi em biết đâu một ngày nào đó anh sẽ trở thành một đại gia lúc đó anh có rất nhiều tiền anh sẽ thuê một chiếc du thuyền đưa mấy em đi du lịch đúng không trời ơi đợi đến cái ngày đó hả chúng tôi hả Chúng hai cây gậy quá à thôi đi ông ạ à, tôi chỉ mong sao ông có tiền á là đã chúng tôi dạt cơm trưa là chúng tôi hạnh phúc lắm rồi ừ <laughs> <laughs> uhm, um, con nói đến nhất trong ngày á Yeah! yeah. <laughs> xấu oh, wow. tôi cái gì ơi, trời ơi hạnh phúc quá chào mọi người quá trời luôn ha người ta nói gần cưới vậy Ước <laughs> gì tôi cũng được vậy ha nè nè ở đây là phòng điều hành hay là phòng gì đây dạ phòng điều hành anh vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng là phòng thông tin báo chí chứ <laughs> thì anh cũng cho tụi em nói chuyện sẽ chép buổi sáng một tí <laughs> rồi tôi sẽ cho mọi người thoải mái 5 phút nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có kế hoạch nhiều lắm nếu ai trình bản kế hoạch trước cho tôi người đó sẽ được thưởng vậy hả anh <laughs> về nha dạ dạ thôi mình làm việc đi dạ. Dạ. dạ làm việc nha dạ à chị sư em có gửi mail cho chị lịch trình tu phan rang lên chữ rồi đó ừ chị cảm ơn ừ hả? chào cả nhà à, nhìn việt hà giống như là nhìn thấy mùa xuân vậy đó nè Bộ ông gián tiếp nói tụi tôi á là mùa xuân, mùa thu, mùa đông, mùa hạ hả? Bà làm gì khó tính quá vậy? Người ta nói Đấy. là ví dụ thôi. Mình chào đón người mới mà. Mà ở đây là Sài Gòn, chứ đâu phải là Hà Nội đâu mà có bốn mùa. Ủa, Nhã Phương không có làm ở công ty nữa hả? Dạ, nó về công ty ba nó làm rồi chị. Ừ. Ha, chị đang xem lại lịch trình tu Phan Rang Ninh Chữ nè. Khoa sẽ email cho em. Có gì em xem, không hiểu thì hỏi chị nha dạ em biết rồi đi tour lần này á em quyết tâm phải phục thù lần trước Ừ. dạ dạ anh hả ủa nãy giờ em nói gì anh không nghe vậy trơn hả um, anh đang suy nghĩ chuyện gia đình nên bị phân tâm nói tóm lại á là ba mẹ của em muốn gặp anh vào chủ nhật tuần này hả cái gì ba mẹ em gặp anh làm cái gì thì vậy chứ anh nghĩ đi em với anh quen nhau để làm gì nhưng mà anh với em mới quen bây giờ gặp có sớm quá không thì ai biểu hồi trước á anh không chịu quen em sớm hơn chi lúc đó em không muốn lấy chồng còn giờ em muốn lấy chồng rồi không nắm giữ anh không lẽ đi nắm chân người qua đường hả sao em không nói với anh trước để anh biết đường anh tránh hả ờ à, à, không, không 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 có gì ờ à, uống nước đi em chào việt hà đang kiểm tra danh sách hả dạ Ở, thôi vô trước ờ. nha chào nha dạ Còn... ủa sương chào thư sương việt hà chị đừng có căng thẳng quá đơn giản đi có ừ. tôi nên chữ vĩnh hay công ty chưa em có đây rồi nhưng mà em vẫn thấy lo quá à. ừ, sao lo sao lần trước đi đà lạt á chị đâu có thấy em căng thẳng dữ vậy đâu tại vì lần trước đi đà lạt toàn là khách trong nước không ngọt à. còn lần này là khách nước ngoài em lo lắm em á đừng có nghĩ là họ xa lạ với mình em cứ coi du khách như là những người bạn thân của mình vậy á thì cảm giác sẽ thoải mái hơn hả ừ. <laughs> đây hai cô gái chuẩn bị xong chưa xong rồi à, xong rồi anh hai em với hà đang chờ xe tới à anh có vài món quà tặng cho thằng nhóc sáng tiền em gửi cho nó giùm anh ừ. <cười> <cười> em hy vọng là em sẽ gặp thằng bé đó nữa ừ. cảm ơn anh ủa nghe hai anh chị nói gì em không hiểu gì hết vậy thằng nhóc là ai hả nhiều <laughs> chuyện quá à. lo làm tốt công việc của mình đi đừng có đổ hết tên chị sương nghe chưa <laughs> anh coi thường em quá à. em lớn rồi chứ đâu phải là con nít đâu ừ giỏi lắm đừng có để xảy ra chuyện như lần trước đó <laughs> chào anh à sẽ tới chưa em vậy chưa anh ờ dì hà nè dạ? anh nhờ em có gì chăm sóc cho thu sương giùm anh nha không có được đâu anh em lỡ nhận lời một người <cười> rồi <cười> ý của em á là em lỡ nhận lời một người nhưng mà nhận thêm lời của anh nữa chắc cũng không sao đâu ha <laughs> không sao mà dạ em. ủa sao giờ này anh bình chưa tới nữa ta hai chục triệu <laughs> hai chục triệu hả bà ừ bà chia tôi nữa đi bà số tiền này không có xài được gì mà không xài được tiền nào mà không là tiền bộ bà tính giữ xài riêng mình bà phải không ông nói cái gì mà kỳ cục vậy dù sao đây cũng là tiền của con sau khi gia đình đó trả nợ cho ông người ta đưa cho tôi số tiền này á để tôi làm vốn buôn bán nhưng mà tôi không có muốn đụng tới tôi muốn để dành cho thằng trung để lỡ có chuyện gì đề phòng cho nó sau này đề phòng bà sao gia đình nó giàu thiếu gì tiền bà khéo lo xa gì đâu không ngày xưa nghèo không thì có con bây giờ có tiền thì lại mất con